Vâng, xin chào, tôi lại giới thiệu các bác một mẫu âm ly đa kênh của Yamaha đang chạy tín hiệu đường quang. Cái tín hiệu quang từ cái đầu đĩa này, coi nó là một cái thiết bị TV thông minh đây. Trên âm ly thì có nút chỉnh AB, đánh hai đôi loa A và B. Chỉnh loa trái này, loa phải này, step này, bass này. Khi nghe nhạc thì mình phải tắt chế độ effect đi thì nó mới hay. Âm ly có cả radio nhá, bắt được FM. Đây là đường input, tôi đang cắm đường quang vào đường DVD nên phải vặn đường DVD để DVD để tuner xem là cái này tần số bao nhiêu, có được 108 không. Âm ly tôi bán giá 3 triệu đồng, âm ly số có đường quang, mã là 420 AX420. Âm ly này thì nó chỉ đến tần số 80 MHz các bác nhé. Khá mới và đẹp, đang tín hiệu quang này. Âm ly công suất 190W, sản xuất tại Malaysia, điện 100V. Đây đường quang tôi đang cắm vào đường quang số 1. Ngoài ra nó có các đường surround, đường loa B, loa A, xúc điện và loa rear. Đây xúc điện đây, số series là 31PR, 3 triệu đồng nhé. Âm ly 6 kênh input. Đây là input để chuyển tín hiệu. Đây là nhận tín hiệu input mode, là nhận tín hiệu của digital và AV. Nếu tôi bấm vào đây đang chạy đường quang để dạng auto thì nhận định cả tín hiệu AV và digital. Đây input này. Analog sẽ không ra tiếng được bởi vì đang chạy đường quang. Thôi để auto là nó sẽ tự nhận cả quang và cả analog. Xin nhắc lại là 3 triệu đồng. Mở to các bác nghe. Đấu đôi loa karaoke Pioneer, đôi loa 4.2 triệu, âm ly này 3 triệu, tính ra các bác mua bộ này chỉ có 7.2 triệu nha, giá cực kỳ mềm cho một bộ nhật sĩ luôn. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin chào, hẹn gặp lại.